Mâu thuẫn cá nhân, tài xế lái ô tô lao thẳng vào 5 người đang sưởi ấm ven đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 16 tháng 1. Tại khu vực đường gom đối diện bến xe khách Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cú tông mạnh của ô tô khiến 3 người bất tỉnh tại chỗ, 2 người khác bị thương nhẹ. Theo lực lượng chức năng cho hay, vào thời điểm trên, sau khi cãi vã với nhiều người khác, tài xế đã lái ô tô taxi lao thẳng vào nhóm 5 người đang ngồi sưởi ấm ven đường. Cú tông trực diện khiến 5 nạn nhân bị thương, trong đó 3 người bất tỉnh tại chỗ. Tất cả nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tới hiện trường phân luồng giao thông và đưa tài xế về trụ sở để làm rõ vụ việc.